Hello, xin chào bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Chương. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, làm việc thật là năng suất hiệu quả nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những xe mới nhất ha. Trước mắt các bạn đây là chiếc Honda Accent máy 1.4 số tự động 2018 các bạn. Màu trắng, biển tĩnh. Bản này là bản tiêu chuẩn nha các bạn. Xe này chạy được 20.000 cây. Để mình đi một vòng tổng thể cho bạn xem ha. Xe màu trắng này cũng rất là hot nè. Anh em hỏi mình cũng khá nhiều á. Số tự động. Xe này là phân khúc B, cùng phân khúc với Vios nữa, City, Rio, Soluto nữa. Cái đèn của Accent làm đèn 3D rất là đẹp các bạn. Ở ngoài nó không chớp đâu nha các bạn. Do cái máy quay của mình á. Phía sau là bốn mắt cảm biến, có cam da rồi đầy đủ hết. Cam da nó đánh theo góc lái luôn. Mình đánh đi đâu thì cái cam ở trên nó đánh theo góc lái. Cảm giác nó rất là an toàn. Ok, mở cốp cho bạn xem nha. Mình đang nổ máy luôn á, máy nổ rất khá là êm. Nút bấm luôn nha bạn, nút bấm điện. Cốp cũng khá rộng, tương đối rộng. Cái này là người ta lắp thêm nha, cái miếng này người ta lắp thêm nè. Đó, zin nè. Bánh xe cua thì mới lướt nhẹ rồi. Mới lướt nhẹ thôi, đồ nghề thì còn đầy đủ hết, không thiếu gì hết trơn á. Ốc ác là nguyên zin hết. Các bạn mua xe bên mình thì yên tâm, bao cho bạn về động cơ hộp số, không đâm đụng, không thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Đó, tất cả xe mình đều bao cho bạn hết, test hàng thoải mái. Đây, mâm đúc các bạn, mâm đúc vỏ Hankook, vỏ theo xe luôn nè. Đó, vỏ theo xe luôn, bốn phanh đĩa. Vỏ mâm, vỏ là 185 65 R15. Mâm 15 inch bằng mâm của Vios City luôn. Bốn phanh đĩa City mà nay còn tan trống nữa các bạn. Phía sau có đuôi cá, đuôi cá này người ta lắp thêm nè. Có che mưa. Xe này người ta lên ghế rồi các bạn. Ghế là người ta bọc ghế da rồi nha, lót sàn. Lót sàn với ghế da là được để được người ta bọc thêm. Cái này cam người ta lắp thêm cái cam nữa các bạn. Cam này đi chung với cam hành trình nè. Cái này lót sàn sạch sẽ. Ghế người ta bọc ghế da rồi, sạch sẽ. Xe số tự động có màn hình rồi đầy đủ hết. Ở trên các bạn thấy không, người ta kể người ta đi dầu thơm nữa, cho nó thơm cái xe. Vô cái xe cảm giác nó thơm lắm các bạn. Nó thơm, tho mà trong lành lắm. Là biết chủ xe người ta đi giữ, người ta cưng cái xe người ta lắm. Che mưa rồi. Có che mưa rồi, dữ dằn. Này lên xuống cửa, lóc cửa. Gương cặp chỉnh điện ha. Tay mở cửa sáng lóa. Ghế chỉnh cơ nha các bạn, ghế chỉnh cơ không có ghế điện. Phân khúc B mà, phân khúc B hầu như là chưa có bạn nào có ghế điện hết trơn á. Cân bằng điện tử, độ sáng đèn. Rồi mình giảm cái gió lại chứ không gió nhiều quá. Đây, xe này chạy được 20.281 km. Xe mình đang nổ máy á, để mình trượt cái ghế lại. Đây, vô lăng thì vô lăng của Accent nhẹ lắm các bạn, đánh lái rất là nhẹ luôn. Vô lăng bột, bột da, trợ lực điện. Đa số là mình đánh lái, xe này đánh một tay vẫn được, rất là nhẹ. Điều khiển giọng nói, volume, điện thoại đánh tay, rồi mút mót rồi đầy đủ hết ha. Điều hòa. Màn hình này cảm ứng luôn. Nghe nhạc cũng khá hay. Hệ thống loa tới 6 loa. Startup. Đơn giản vậy thôi, cần số này. Xe này 20.000 mới đô đai các bạn, chẳng gì phải lo hết. Bên mình về mua xe bên mình là các bạn được bao về chất lượng hết rồi nên các bạn chẳng phải lo ha. Đó, ở trên này người ta lót thêm kính thảm nè. Xe này hệ thống hai túi khí ha. Hai túi khí nè, dầu thơm nữa trơn. Sạch sẽ. Ok, ra mở khoang máy bạn xem đi. Cái tiếng máy các bạn vô xe hầu như là không nghe luôn á. Máy nổ cực kỳ êm luôn. Êm ru luôn. Đây, có cái dải đèn LED kéo dài, vuốt dài từ trên xuống dưới luôn ha. Nhìn nó rất là góc cạnh. Có đèn. Có cái đèn bi luôn. Đó, máy nổ phải gọi là thì thầm luôn các bạn. Mình đang mở máy lạnh ở trong luôn á. Máy nổ êm, rất êm luôn. Ok, mở khoang máy cho bạn xem nha. Đây, máy xe nè các bạn. Máy xe thì nổ máy từ đầu giờ luôn ha. Nè, mình mở máy lạnh ở trong luôn á. Yakura đang quay nè. Các bạn thấy không? Đó, máy nổ thì thầm luôn, máy 1.4 số tự động. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp cho ra công suất đâu đó khoảng 108 mã thì phải. Đâu đó khoảng đó. Xe chưa kịp vệ sinh xong các bạn. Mình lại quay cho các bạn xem luôn nên nó còn hơi dơ xíu, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà khi mà giao cho các bạn thì bên mình sẽ cam kết cho các bạn là
vệ sinh sạch sẽ hết. Các bạn yên tâm ha, khi giao cho các bạn thì sạch sẽ, các bạn lấy về chỉ việc đi thôi. Tất cả xe mình đều cam kết cho bạn về động cơ hộp số không, chưa từng đại tu nè, không đâm đụng ảnh hưởng tới khung gầm kết cấu, chưa không thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Đó, đó là tất cả cái cam kết của mình, tất cả 100% xe mình đều đáp ứng những cái tiêu chí đó bên mình mới nhập về, mới để lại cho các bạn, nên các bạn yên tâm ha. Nếu như quá lo lắng thì test hãng thoải mái, kêu thầy thợ test thoải mái các bạn. Đó, bên mình rất là thoải mái về những cái vấn đề đó ha, rất là rõ ràng, rất là minh bạch, làm việc rất là nhanh gọn. Rồi, các bạn nào quan tâm xe này liên hệ cho Trương nha, số điện thoại 0972 60 8010 để xem và thử cái Mercedes này ha. Xe này mình đang chào bán với giá là 475 triệu, bạn 475 triệu, Honda Accent, số tự động bản tiêu chuẩn. Đó, các bạn nào quan tâm xe này liên hệ cho Trương liền nha. Ok, cảm ơn các bạn xem video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới ha. Ok, bye bye.